Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cho tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước thì mình đã có một chuyến thám hiểm đầu tiên ở bên thế giới Utapis. Và cái kết là mang về cũng được khá là nhiều Pokemon siêu cấp các bạn ạ. Đầu tiên là Greninja phiên bản Advent á. Trông cũng rất là đẹp luôn. Tiếp theo còn có Darkrai nhưng mà là dạng Fusion. Hình như đây là sự kết hợp giữa Darkrai và Gardevoir hay sao các bạn ơi. Nè Pokemon này nè, các bạn có thấy giống không? Mình thì đoán vậy á. Mà nói chung thì trông cũng rất là ngầu ha. Và cuối cùng là Lunala với hai cặp mắt ở hai bên cánh nha. Trông đúng chất luôn á các bạn ơi. Ok, còn công việc của mình trong ngày hôm nay thì chắc là sẽ thu gom khoáng sản đem theo bên người. Hôm qua gặp cái người dạy kỹ năng á, nhưng mà mình nghèo quá. Hôm bữa thì nghèo bóng chứa, còn hôm qua thì nghèo khoáng sản các bạn ạ. Nên là mọi thứ khoáng sản trong rương nè, mình sẽ tranh thủ mình lấy một ít đem theo ha. Dự trù các bạn ơi, có nhiều thì lấy nhiều thôi. Ngọc lục bảo đâu nè, ruby lấy luôn, than hả, lấy, redstone lấy. Rồi, sau đó thì đem theo bên người bằng cách dụp vô cái rương Ender ha. Xong phiền, tỉnh ra có cái điện thoại tiện thiệt. Rồi, tiếp theo thì mình cũng sẽ không quên luyện cấp cho một Pokemon đặc biệt. Đó chính là Rogengola các bạn ơi. Hôm qua mình mới bắt được em này ở bên thế giới Utapis nè. Mà em mới cấp 15 mà. Nên là mình phải ráng luyện cấp cho em ha. Tại vì em cũng còn có thể tiến hóa các thứ được nữa. Ok, trước khi đi thì để mình dẫn theo mấy Pokemon này cái đã. Để nhà cũng hơi buồn á. Ok. Ôi trời, trời mưa dữ à. Không biết trời tối vậy nó. Thì nếu mà ngủ được thì mình sẽ tranh thủ ngủ giấc đi. Cho trời tạnh mưa các bạn. Sáng dậy chúng ta sẽ lên đường ha. Với cả là hôm nay mình cũng muốn tìm được một cái quả Master Ball đầu tiên ấy. Từ đầu tới giờ mình chưa hề gặp được một cái Master Ball nào luôn. Công nhận Master Ball hiếm thì các bạn ơi. Ấy, mà gõ gàng trong đây nó kêu là tìm được trong NCT ha, thành phố kết thúc các bạn, 2% thôi. Nhưng mà hôm qua mình đi không biết bao nhiêu cái thành phố kết thúc mà có gặp đâu. Ồ, chắc tại mình xui hay sao. Nhưng mà mình sẽ không có bỏ cuộc, mình sẽ thử đi khám phá tiếp ở bên thế giới thường. À, bên thế giới thường thì còn kim tự tháp các bạn. Ừ, trong đó nhiều khả năng cũng có thể gặp được Master Ball lắm nha. Đúng. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm một cái chỗ sa mạc mới đi. Hy vọng là gặp được nhiều cái kim tự tháp để chúng ta thử vận may ha. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Lovefruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ê, ở đây còn có cái đen nữa nè. Ồ. Hả? Hình như đây là Pokemon cổ đại các bạn ơi. Quay đúng rồi. Một Pokemon cổ đại xuất hiện trong cái đen. Em này là hệ rồng với cả là hệ đá. Thôi được, mình sẽ cho á thần ga chôm của mình ra trận. Chính xác rồi, đây là Tyrant các bạn ơi. Why? Ừ, tính ra ở trong máy tính của mình có một Pokemon cổ đại rồi đó. Nhưng mà mình chưa tiến hóa được các bạn. Thu thiệt. Để coi coi với Tyrant, hy vọng là chúng ta sẽ chinh phục được. Rồi mình sẽ thử cải cấp cho Tyrant tiến hóa ha. Xong luôn nè. Và test nhân phẩm thôi các bạn ơi. Ultra Ball. Được hay không đấy? Ý. Ý. Ý, trời ơi, nó lắc kìa. Máy lắc các bạn ạ. Dự là hôm nay nhân phẩm mình không cao rồi. Ê, ủa? Ồ, ở đây có một em Pokemon hệ lá nè. Ê, được đó ta. Well, Pinpel các bạn ơi. Em này còn tiến hóa được một lần nữa. Ok đấy chứ, còn có thêm hệ độc nữa. Được. Mình sẽ đưa Seesaw ra. Bây giờ Seesaw sẽ giúp mình chinh phục Pokemon cấp thấp. Rất là tiện luôn các bạn ạ. Bằng cách Phone Sweep nè. Yeah. Oh, xa mình thấy Pokemon vàng vàng nữa kìa. Đánh rừng này được cái ta. Từ. Level Ball cái đi. Bắt cái em Webbing Bell này trước cái đã. Được không? Đi được các bạn ơi. Yeah. Nice. À, quên gắn cái XP xe cho em Rogengola nữa. Ok, bắt Abra. Trời ơi, không dễ bắt Abra đâu các bạn à. Hay da, tại vì Abra có cái trò dịch chuyển là mình nhớ tới Gardevoir, nhưng mà ở cái phiên bản Fusion
lúc trước cũng dịch chuyển trốn tránh các kiểu các bạn. Thôi được lắm, một xíu nữa mình gặp là biết tay với mình. Bị bắt về đội luôn các bạn ơi. Rồi, ôi trời trời, em chim nó đánh nhau với Pharo. Wow, nhóc này nhỏ mà có vỏ gì. Ui, ok, cổ vũ em chim các bạn ơi, em mới cấp 9 à. Cố lên em, chim cố lên. Đúng rồi. Mà không biết đánh chừng nào mới knock out Pharo nữa. Trời đất ơi, kìa kìa. Trời ơi, đừng bao giờ thấy nhỏ mà khinh thường nha các bạn. Nè, nãy giờ Pharo không đánh được cái nào luôn nha. Wow, wow, wow. Khá đấy chứ. Ủa, ngay cái chỗ mình mới bắt em Webbing Bell có boss luôn kìa. À, với boss này thì chắc mình phải đưa Charizard của mình ra trận rồi. Ok, ok, để coi Charizard gánh tem được hay không nha. Cố lên Charizard. Ui dạ, không sao, không sao. Chuẩn bị phản đòn nè. Ui dồi, thốn vậy. Ê, trời ơi, knock out luôn. Quá dữ Charizard. Wow, còn được đá Z của Sogaleo nữa. Wow, ở đây nè. Chính xác rồi, Gorengola sắp tiến hóa các bạn ơi. Ý, để coi coi. Bây giờ em sẽ trông to hơn đúng không? Ồ, không to lắm. Và trở thành Bordor rồi. Ê, mình có kẹo nhỏ nè, cho em ăn luôn đi. Cục nữa, học được kỹ năng mới luôn nha. Rồi bên đây, đánh nhau xong chưa? Thánh thần ơi, hai chiến thần này đánh nhau 500 hiệp hay sao các bạn? Đánh vẫn chưa xong nữa. Chưa chiến coi. Bordor thì đang xem trận chiến cơ. Thôi thôi, để hai Pokemon nó đánh nhau đi các bạn. Chắc đang giao lưu võ thuật đó. Rồi. Ôi, hình như bên này. Oh, là cái sa mạc luôn nè. Wow, hợp lý ta. Được, mình sẽ cưỡi Lunala, chúng ta bay qua cái vùng sa mạc này á. Xem thử coi có gặp cái kim tự tháp nào hay không. À, và với cả là ở cái vùng này sẽ có một huyền thoại cực kỳ mạnh và ngầu luôn các bạn ơi, sẽ xuất hiện á. Không biết là hôm nay mình có đủ may mắn để gặp hay không đây. Hơi bị hồi hộp nha. Ý, nhưng mà cái vùng này thì sa mạc nhỏ các bạn ạ, không phải sa mạc bự rồi. Ôi dồi, ở đây có cái ruộng của ai đây? Đạch coi, ruộng ai mà bỏ bê dữ vậy. Ồ, xa xa mình thấy còn có boss Geodude hay sao kìa đúng không? Chuẩn luôn các bạn, đây có boss Geodude nè. Thôi được, mình sẽ cho những người bạn mới về đội của mình ra trận ha. Chẳng hạn như là Reninja đồ nè. Tấn công một cái, Reninja sắp chiến thắng rồi các bạn ơi. Một hit nữa. Yeah, cày cấp cho mấy em nhỏ coi. Ô, mình được cái gì đây? Một cái găng tay các bạn. À, mình xài được không? À không, hình như cái này mình không xài được các bạn. Mình gắn cho Pokemon thì được ha. Ở cái vùng sa mạc còn có cái em rắn nữa kìa. Ấy trời, Chabin. Thôi, trời, Chabin còn không tha cho mình nữa. Bụp em luôn. Đây là Sanaconda các bạn ơi. Wow, được đó chứ. Bordor rồi. Đây, mới tiến hóa đúng không? Cho em ra trận luôn các bạn ơi. Phải chiến đấu các thứ được chứ. Tấn công nào. Đòn đầu tiên. Ý. Em cũng kéo rỉa được một ít máu các bạn ơi. Chắc đổi sang kỹ năng này đi. Thiết độc công. Úi dạ, trời. Sanaconda nóng vậy. Thiết độc công nè. Ý. Thôi, có nghĩ gì đó được rồi. Để coi, Ultra Ball. Thành công luôn các bạn ơi. Ý, nhưng mà khoan, hình như Bordor chỉ tiến hóa khi mà trao đổi thôi. Ê, vậy thì không được rồi, quên nữa ta. Còn cái em Webbing Bell thì mình có thể tiến hóa được nè, bằng cách là nhét cho em cái Leaf Stone á. Ừ, để xíu mình đi nghe cái vùng nào mà có Leaf Stone, mình sẽ đào Leaf Stone và tiến hóa cho em ha. Ê, hơi tiếc ta, tạm thời phải đưa Bordor vô trong rồi. Hiện tại thì màn đêm cũng đã buông xuống. Ui, ôi, có boss xuất hiện ngay trước mặt mình luôn nè. Ây da, không đánh không được các bạn ơi. Ừ, nhiều bạn kêu mình gọi cái viên đá Mega của Kyurem ra đúng không? Ủa, viên Blue Orb chứ, mình sẽ cởi ra. Nhưng mà đó, bây giờ Kyurem vẫn là Kyurem bình thường à các bạn, không trở lại dạng God. Hay lỗi mình, hôm bữa mình bất cẩn quá. Thôi không sao, trở về dạng nguyên thủy cũng được. Không sao hết, vẫn chiến đấu sung mãn bình thường à. Vô vô, để coi coi. Ui da, là Ziken đánh cái đòn cực thốn luôn các bạn ơi. Yêu. Ai. Như vậy thì thiệt thòi cho
Kêu re rồi. À, thôi không sao, chúng ta còn rất nhiều thành viên khác các bạn ơi. Ui, Darkrai chưa kịp tấn công nữa. Blaziken nóng tính thật sự các bạn ơi. Tuy nhiên, lượng máu của Blaziken đang còn rất là thấp kìa. Lunala. Hehe, chiến thắng rồi. Lunala đã knock out được Blaziken các bạn ơi. Mình thế. Ừ, vậy là chúng ta đã có được cái viên đá Mega của Blaziken luôn. Wow, để coi coi mình có gặp được gà lửa ở vùng này không ta. Gặp được gà lửa là mình sẽ bắt gà lửa luôn các bạn ơi. Để có gì mình tiến hóa Mega về sau luôn á. Hey, Rippy. Why? Ở đây có một Pokemon hệ rồng này các bạn ơi. Ở đâu em rồi? Đây 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 đây. Ê, em rồng này thấy nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng cũng chất lắm á. Được ta. Tung level ball bắt em luôn coi. Để coi được hay không á. Thử không chiến đấu coi coi như nào. Ôi dạ, có vẻ không được các bạn à. Đưa Scizor ra thì cũng không được. À, mình có cách. Mình sẽ đưa cái em Webbing Bell này vô. Tấn công nè. Ôi dạ, trời trời trời. Hey. Nó thấy Webbing Bell nhỏ nhỏ vậy thôi chứ cũng dữ lắm á nha. Ôi dạ, không sao. Tấn công lại nữa. Nó nó. Tốt lắm cưng. Ôi trời trời, tấn công ở đòn gì đen thui vậy? Không sao. Webbing Bell vẫn chịu nổi và lượng máu của Rippy đang rất là thấp rồi. Chúng ta sẽ tùng Ultra Ball. Ok, để xem trận đấu đầu tiên mà Webbing Bell ra trận có lập được chiến công hay không. Ê, không thành công rồi. Có vẻ là em rồng này nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà cũng khó bắt phết các bạn ơi. Ủa? Nhưng mà đưa Reninja vô thì em lại chịu giai đoạn mình rồi. À, ok, vậy là chúng ta đã có được Rippy rồi ha. Việc tiếp theo đó chính là mình sẽ luyện cấp cho Rippy ha. Ủa đây rồi. Hình như yes, đã tới lúc để Rippy tiến hóa rồi các bạn ạ. À ha, bây giờ em sẽ trở thành Rattrap các bạn ạ. Ok, học được một cái năng hệ rồng đầu tiên nè. Nice. Coi kìa. Ôi, nhìn mặt kháo khỉnh chưa. Nhưng mà cũng đã một đêm trôi qua rồi các bạn. Thế nhưng mình vẫn không tìm được huyền thoại ở cái vùng sa mạc rồi. Hay ủa. Ê, nhưng mà gần đây có Vitini xuất hiện các bạn ơi. Ủa, ở đâu? Vitini hả? Xuất hiện ngay cái khu vực Savanna này luôn. Wow, ở dưới hả? À không, đó là em Pokemon hệ điện rồi. No no no. Ui đây nè. Trời ơi, Vitini có chút ác luôn à các bạn ơi. Tí nữa là mình không phát hiện ra luôn rồi. Oh my gosh. Ok, mình sẽ cho Darkrai Fusion có rỉa máu luôn ha. Quay quay. Hơi càng nha. Tiếp theo mình phải thật là thận trọng các bạn. Chắc mình sẽ tung bóng chứa luôn đi. Ý, trời. Coi như cũng an ủi được một phần các bạn. Wow, coi kìa. Các bạn coi kìa, Vitini mạnh cực kỳ luôn. Nhỏ mà có vỏ là đây chứ đâu nữa. Ý, chắc chúng ta phải có rỉa thêm một cái nữa quá. Ok. Rồi, Reninja đánh thường một cái rất là tốt ha. Thêm một cái nữa không ta? Ừ, ngưỡng máu này thì chắc thôi thôi thôi, để an toàn. Mình sẽ không đánh tiếp mà tung bóng chứa là được rồi các bạn. Được hay không đây? Ui, suýt nữa thì được. Đó, sớm giờ mình đã gặp được hai Pokemon nhỏ mà có vỏ rồi đó các bạn à. Đầu tiên là em chim ở cái vùng cánh rừng ha. Tiếp theo là Vitini nè. Ý, nhưng mà có vẻ Ultra Ball không hiệu quả lắm đối với Vitini rồi. Xíu chắc mình phải đổi chiến thuật quá. Mình đổi sang Fast Ball thử xem. Được không? Hôm qua Fast Ball lập chiến công liên tục các bạn. Hôm nay, ôi chà, bữa nay không ngon rồi. Ui trời ơi, mình tưởng được rồi chứ. Khó lắm các bạn ơi. Thấy Vitini nhỏ vậy thôi chứ không hề dễ bắt đâu nha. Yeah, thấy không? Mới tung bóng chứa lại, đập bóng chứa chui ra liền. Ui, trời ơi. Tung đâu cả 50 mấy quả mới chinh phục được
Victini các bạn à. Công nhận nhỏ mà khó chinh phục ghê luôn á. Đây. Yeah, chúng ta đã có được một Pokemon mang song hệ siêu linh với cả là hệ lửa ha. Rất là mạnh mẽ luôn các bạn à. Wow, wow, wow. Mình sẽ mang Victini ra để chúng ta hồi phục ha. Một xíu được thì cho ra trận luôn. Trời lại tiếp tục tối rồi nè. Hey, mình phải quay lại cái chỗ sa mạc thôi các bạn ơi, để chúng ta tìm kiếm huyền thoại tiếp á. Ôi gồ, Pokemon gì mà tròn vo như chấp anh vậy trời. What the hell. Ồ, được đấy, Victini, cho em ra trận luôn các bạn ơi. Ý, mới về đội của mình. Coi nào, coi nào. Đây là Electro. Yeah, tấn công bằng V-Ray thử coi Victini. Ổn không? Wow, nửa kỳ máu các bạn ơi. À, tiếp tục là V-Ray nè. Xem coi, ui, Victini bị TT giật giật rồi các bạn ơi. Căng quá. Rồi xong phim. Hên quá, đồng đội của mình đã làm được. Coi cái em Electro kìa. Có phải em còn cây cứu mình hay sao các bạn ơi. À, thôi mà chơi mình chơi cây cứu trời. Mình sẽ tung Ultra Ball đi. Em này 4 sao lận đó nha. Được không? Được hay không? Ui được luôn. Mặc dù 4 sao nhưng mà tung Ultra Ball vẫn ok các bạn ơi. Yeah. À đây là Hisuian Form hả? Bảo sao? Nhìn mặt em hơi lạ. Bình thường em sẽ như vậy nè. Nhưng mà Hisuian Form thì sẽ có thêm hệ lá á. Wow, 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 wow. Ok, hồi phục lại cho em luôn. Trời ơi, em lăn kìa. Mình có thể cưỡi em được không? Ui, mình cưỡi em được luôn các bạn. Giống như là mình đang lăn chấp anh vậy đó. À, cũng khá là thú vị ha. Ôi trời, Vulabi, khiêu chiến mình kìa. Ai, 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 khiêu chiến sai rồi nha Vulabi. Viết thì đây, ra trận nào. V-Ray, bây giờ knock out luôn các bạn ơi. Quýnh cho em kia gụm lông luôn. Rồi, ghé làng thì mình sẽ coi coi trong cái chỗ shopkeeper này bán cái gì ngon ngon hay không. Ồ trời, hai bạn nữ bán đồ à. Được cái chứ. Bán cái đồ tăng chỉ số đâu nè. Một ít bóng chứa. Bên này, bên này thì bán đồ ăn các bạn ơi. Thôi, ghé qua không ủng hộ thì cũng kỳ. Mình cũng thuộc dạng đại gia. Thôi mình mua cái gì mắc nhất trong này ta. Sữa hả? Ok, mình sẽ mua hũ sữa đi ha. Rồi, bên này thì mình sẽ mua gì ủng hộ đây. Cái này là cái cỏ gì mà tới 2000 mấy dữ tài. 2000 mấy hả? Ok, cái này mắc nhất rồi, mua ủng hộ luôn. Ok nha. Coi thử coi. Cái cỏ này thì sẽ hồi phục hoàn toàn máu luôn à. Uầy, được đó chứ. Còn cái hộp sữa này thì uống thử coi. Ok không? Ủa, hũ sữa này mình uống không được các bạn ơi. Ủa, chẳng lẽ cho Pokemon uống ta? Thì cái sữa này dùng để chế tạo dưới sách các bạn à. Làm sách ngâm sữa. Quá tiêu. Có người giao nhiệm vụ không? Không luôn. Buồn nhờ. Hey. Vì tìm mãi mà mình vẫn chưa gặp được huyền thoại ở cái vùng sa mạc á. Thế nên là mình quyết định mình sẽ trở về nhà để chúng ta chế tạo đồ búp nhân phẩm ha. Để coi coi. Huyền thoại mình tìm hình như là mang hệ đất á các bạn ơi. Nên là mình sẽ làm cái Strong Ground luôn nè. Yeah. Công thức làm ra nó thì mình sẽ cần có cái gọng trước. À, cái gọng hả ta? Mở máy tính, mở máy tính. Ủa, mở điện thoại ra. Crystal mình có nè. 4 cái vàng. 4 cái luôn. Sau đó thì bấm công thức của cái gọng. Ok. Tiếp theo sẽ là một vài cái loại berry ha. Sắp tới chắc là mình sẽ làm luôn một cái khu vườn berry đi các bạn à. Tại vì mình sẽ cần thêm thật là nhiều những cái strong lure giống như vậy. À, và nó còn có thể enchant được nữa hả? Cho vô đây thử coi. À, vậy là phải enchant bằng cách là ép sách đó các bạn ơi. Chứ không phải là dục vô bàn enchant là enchant được. Thôi tạm thời mình xài này trước cũng được ha. Rồi, và với cái này thì mình sẽ dùng khi nào mà mình tới cái vùng sa mạc. Ui. What? Ui. Mình không gặp được huyền thoại ở cái vùng sa mạc chứ mà mình lại gặp Latias các bạn ơi. Wow, Latias bay ngang chỗ mình nè. Ê, được đó chứ. Mình sẽ đưa Seesaw ra để có gì chúng ta phone sweep cho chắc cú ha. Bay ngang ngang tầm cái nè. Rồi, chiêu chiến cái. Động phiền luôn Latias. Rồi rồi, thử nào. Mình sẽ dùng phone sweep nha. Cho chắc các bạn ơi, đấy. Không khéo là chúng ta sẽ vượt mất cơ hội chinh phục Latias đó. Oh, được ấy ta.
Vậy là 11 mình sẽ gán tìm thêm Latios thôi các bạn ơi, là chúng ta sẽ có được một cặp đôi đầu tiên. Yeah, hợp lý hợp lý. Rồi với Latias thì chúng ta dồn mà Fastball chăng? Ý, ôi trời trời, tưởng đâu được luôn chứ. Wow, lắc đúng lâu luôn. Quay có vẻ là Fastball cũng ok đó các bạn ơi. Mình sẽ tin dùng Fastball thêm vài lần nữa ha. Ôi trời ơi, à mình ấn nhầm rồi các bạn ơi. Trời ơi, tại sao cái tay của mình hư quá. Ây da, tiệt luôn á. Nhân phẩm đã ống cao rồi mà tay chân còn hay tái mái nữa. Tới đúng không? Tới dùng sa mạc mới rồi các bạn ơi. Ở đây còn có nhà chị y tá nữa nè. Ừ, được rồi chứ. Wow wow, coi thử coi. À, chị y tá lại không có nhà rồi. Thật là lấy làm tiếc các bạn à. Không sao, kinh tế gia đình mình thì lại tăng lên chứ không gì hết các bạn à. Ok. Ở trước mặt mình là cái vùng sa mạc to hơn. Mình hy vọng là chúng ta có thể gặp được một cái kim tự tháp đó. Đồng thời mình có thể gặp được cả huyền thoại thì càng tốt. À, mình sẽ gắn cái Strong Ground Lure này lên để búp cái tỷ lệ xuất hiện của những Pokemon hệ đất lên đó các bạn. Nào nào, huyền thoại hãy xuất hiện đi nào. Ê, ê, kim tự tháp hay sao nè. Ê, yeah, một cái kim tự tháp đầu tiên các bạn ơi. Ê, hả? Có Rayquaza xuất hiện ở đây hả? What? Không phải, đó đâu phải Rayquaza đâu. Bên kia cũng không phải luôn. Xuất hiện ở trong khu vực sa mạc luôn hả? Rayquaza hả? Vô lý vậy. Ơ kìa, ở đây chăng? Cũng không luôn, đây là em rắn mà. Ủa, ê có lừa không vậy? Ờ, mình nghi lừa quá các bạn ơi. Có thấy đâu. Rồi luôn rồi, lừa rồi. Dụ đúng không? Dụ tôi đúng không? Trời ơi, bữa nay đã không vui rồi còn bị dụ nữa fan. Hơi su cà na các bạn, mình bị lừa rồi. Và hiện tại cái Strong Ground Lure nó vẫn đang hoạt động ha, để nó búp tỷ lệ xuất hiện của Pokemon thể đất lên đó các bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy huyền thoại mà mình muốn tìm trong ngày hôm nay á. Ai? Chumia, Chumia. Bên ơi, bên ơi, bình tĩnh bên ơi. Bình tĩnh bên ơi. Em chỉ là trainer thôi, em không có nhu cầu đánh nhau. Trời đất ơi. Trainer đi tìm huyền thoại và cái kết bị thổ phỉ nó úp sọt các bạn à. Khổ thân thiệt sự. Thiệt luôn, thiệt luôn. Tôi đang tìm Pokemon để tôi bắt chứ không phải là tôi tìm boss. Trời ơi, huyền thoại mà mình muốn tìm nè các bạn. Đó chính là Groudon. À, nhưng mà lại gặp dạng Groudon boss nữa. Càng nghe càng nghe. Từ 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 từ. Mình tạm thời phải đưa một vài đồng đội chưa đủ cấp á vô trong các bạn ơi. Mình sẽ thử đưa Kyurem Baby ra. Greninja nè, Darkrai, Torterra. À, hồi Scizor chắc bị đốt chuỗi cánh luôn á. Gachom đâu nè. Zacian cũng được. Lugia, đúng rồi. Hôm qua mới học được cái năng mới. Machadow. Ok, tạm thời là đội hình như vậy ha. Đầu tiên thì mình sẽ đưa Kyurem Baby của mình ra trận trước các bạn ơi. Uầy, một thì rất là bự và ngầu, một thì rất là cute for my wear. Ý, trời ơi. À, một đòn duy nhất thôi các bạn à. No. Ai, ông ổn rồi. Tạo mưa, tạo mưa. Ok, mình sẽ kêu Kyurem hô mưa gọi gió rồi ha. Lại. Thử coi. Ui, vẫn bị đánh rất là thốn các bạn ơi. Có vẻ không thành công rồi. Ao trình là đây chứ đâu. Không biết Torterra thì sao á. Mình đang rất là hồi hộp luôn các bạn ơi. Ui, trụ nổi một hit. Phản đòn. Ok ok. Tạm tạm các bạn ơi. Chịu được hit thứ hai. Tiếp tục phản đòn.
Tuy nhiên thì Torterra đã cố gắng hết sức rồi các bạn ơi. Không sao, em đã chiến đấu rất là anh dũng rồi. Giờ tới lượt của Zacian đâu nè. Close combat có kịp hay không? Ồ, vẫn có cơ hội các bạn ơi. Ui, hay lắm. Zacian có tiềm năng nha. Tiếp tục nào. Ai? Không các bạn ơi. Gaudin nóng lên rồi, phán đam cực gắt luôn. Tới lượt của Lugia thì sao? Hyrupum. Không kịp luôn. Mèn đất ơi, bá đạo trên từng hộp gạo thì các bạn ơi. Greninja Advent cũng không phải là đối thủ rồi. Vậy là mình phải kiếm những Pokemon tăng cơ thứ dữ của mình ra rồi. Hai, Lunala cũng đang gán chống cự cơ. Nhưng mà cái kết là vẫn không lại các bạn. À đó, lý do mà mình săn tìm Raiden huyền thoại là vậy đó các bạn ạ. Cực kỳ ngầu và mạnh ha. Hey, mình phải nghiên cứu lại đội hình mới được. Ok, mình phải thử nhiều đội hình nhất có thể ha. Rồi, đổi chiến thuật nè. Đưa Tyranitar ra. Sau đó thì động đất à một cái. Hy vọng là chịu nổi một hit nha. Mình chỉ sợ Raiden tức giận lên mình một phát thôi. Đó, biết ngay mà. Earth Power của Raiden rất là khỏe luôn. Ý, vậy thì toàn Blastoise của mình rồi. Ai da, Gachom Advent. Tớ chọn cậu. Ui da, Charizard thì sao? Quay. Charizard tấn công 2 hit liên tục rồi nè các bạn ơi. Ui da, Không sao. Tiếp tục nào. Yes, mình đã tìm ra nhân tố gánh tem rồi. Cố lên Charizard. Đúng rồi, liên tục khè cái hơi thở rộng vào người Raiden luôn. Còn tê liệt Raiden nữa chứ. Quá đã. Ây da. Ui không ổn rồi. Một lần nữa được không? Hay lắm, Charizard đã kéo rỉa rất là nhiều máu rồi các bạn ơi. Em đã làm hết sức có thể rồi ha. Hy vọng phần còn lại Torterra sẽ làm được ha. Leaf Storm. Yeah, có cửa chiến thắng rồi các bạn ơi. Raiden đang chống cự kìa. Nhưng mà đã tới lúc để mình lật kèo rồi. Ui, ở kìa. Ôi không, sao kỳ vậy? Ui no, đừng nói bây giờ mà thua ngược là. Ừ hên, hay lắm Zacian. Wow, trời mình được sao nè đợ luôn kìa. Rất là nhiều ruby các bạn ơi. What the heck. Quay. Công nhận Raiden mạnh khủng khiếp. Nhưng mà hên, chiến này á, mình có đưa Charizard God của mình ra các bạn. Đúng là ở hình dạng God, Charizard rất là mạnh ha. Wow, gánh tem cực mạnh cho mình luôn. Hay lắm Charizard. Mình sẽ thưởng cho Charizard cái gì ta? Không có gì thưởng. À, thưởng cục kẹo đi. À mà quên, Charizard cũng mắc cấp rồi. Mình có dư mấy trái berry nè. Được, cho Charizard ăn berry ha. Ok. Mặc dù đó chỉ là boss Raiden thôi các bạn à, nhưng mà cảm giác đánh nhau với Raiden cũng rất là đã á. Mặc dù hơi ăn hành xíu nhưng mà không sao. Ui, Trời. Hết Raiden bây giờ tới Gachom à. Ai à. Hít thì nhích luôn. Gachom, Gachom cưng. Không có rén nha. Mặc dù thanh niên kia bự con hơn thiệt nhưng mà mình là người chơi hệ chiến. Ok. Gachom của mình cũng đâu phải dạng vừa các bạn. Nhìn màu của Gachom là biết chiến rồi. Tiếp tục nào. Trời ơi, Gachom boss đánh tắt gáy luôn các bạn à. Để kỹ Z nào. Machado Fusion. Ui sao giống như sắp toang vậy. À đây rồi, Close Combat của Zacian. Ây da, không sao, còn trụ nói. Hai hit rồi nha. Một đòn nữa thôi, Zacian. Nice. Mặc dù Gachom nằm xuống sớm nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ được một cái XP share và một viên đá Mega cho Gachom luôn. Wow, ngon vậy. Hình như trong máy tính của mình có Gabite chứ nhờ. Ê, mình không có Gabite luôn. Vậy là mình mốt mình phải gán bắt một nhóc. Ui, đây có Gabite nè.
Ôi mình bắt cái nhóc này cái mơ mốt á, mình cho tiến hóa các bạn thành gà chôm rồi mình sẽ cho em sở hữu đá mega á. Yeah, hợp lý hợp lý. Tụng bóng chứa và bắt em luôn thôi. Level 1 nè. Mình nghĩ với một quả level 1 là được các bạn à. Đó, được luôn nè. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Mình sẽ đưa em vô để cày cấp luôn ha. À quên nữa, gắn cái strong ground lure này tiếp. Bởi vì mình vẫn chưa tìm được Raiden các bạn à. Raiden mà mình có thể tung bóng chứa và bắt được á. Ây da. Sao nghi quá à, sao nghi bữa nay mình không tìm được quá các bạn ơi. Mình đang có linh cảm không được tốt. Ê. Trời trời trời, đó đó đó. Còn có điểm nữa thấy không? Trời đất ơi. Ui. Ê, đằng kia có kim tự tháp các bạn ơi. Thôi kệ, an ủi một xíu cũng được ha. Vô trong này coi thử coi. Biết đâu bất ngờ. Không có được huyền thoại. Mà chúng ta có được Master Ball thì cũng được đi. Ok, cẩn thận. Đập cái này cái. À, chúng ta không có rồi. Không có luôn. Ý, ấy. Chúng ta tìm được GS Ball các bạn ơi. Wow. Một cái dòng này có thể đem đi bán nè. Blade, lượm luôn. Cái này thì chắc cho Salaman giữ cũng được nè. Ok. Ý. Ồ, nhưng mà gần đây có hấp 3. Ok. Coi như là cũng thêm một phần an ủi tiếp ha. Hồi nãy mình có Victini đúng không? Được, mình sẽ cho Victini đánh nhau với hộp ba nè. Để coi. Tấn công một đòn lửa trước. Trời ơi. Hai Pokemon bé nhỏ tấn công với nhau các bạn. Nhưng mà có vẻ Victini còn nhỏ hơn cả hộp ba nữa. Rồi. Và với Pokemon này thì mình sẽ tôm gì đây ta? Ultra Ball đi. Ôi trời 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 trời, nổ 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 Snorlax. Anh xin cần đừng có đi thôi anh nữa. Cậu em kìa, em đứng từ xa em. Em dòm dòm qua đây kìa các bạn. Ám ảnh thiệt sự. Ôi ok em đi mất rồi. Tạm được. Ui. Ui mình bắt được Hoba luôn rồi. Wow. Nhanh nhờ. Ui dồi. Mới tung có vài quả bóng chứa các bạn ơi. Thấy không, cái em Snorlax vừa đi là mình bắt được Hoba liền các bạn. Đã thiệt. Rồi và chúng ta đã có được Gabite rồi ha. Yeah. Giờ thì đợi em tiến hóa thêm một lần nữa thôi. Là beautiful các bạn ơi. À, mà sẵn tiện mình đưa Hoba ra ngoài luôn coi. Dacian nãy giờ chiến đấu nhiều rồi. Vô trong nghỉ ngơi đi. Rồi Hoba. Đây đây. Và trên người của Hoba thì sẽ có cái Reason Bottle này. Mình chỉ cần kích hoạt lên người của Hoba thôi các bạn. Đó. Là Hoba sẽ trở thành cái dạng anh bao các bạn ơi. Quay và cái dạng này thì trông rất là ngầu á. À, là mình nhớ tới cái em mèo lần trước mình gặp dưới địa ngục các bạn. Ừ. Bữa giờ mình cũng không gặp lại em mèo đó. Ok, cưỡi ra bay. Ủa lộn, cưỡi Hoba đi vòng vòng đây coi. Tranh thủ nào. Cái strong ground luôn nó sắp hư rồi các bạn ơi. Ê, thêm một cái kim tự tháp nữa. Để cười. Biết đâu trong này lại có một cái GS Ball nữa thì sao? À, cũng có thể lắm các bạn ơi. Vô. Quay. Mình nghe tiếng quái vật. Chuẩn bài luôn, trong này có spawner các bạn ơi. Ui thiệt. Vậy là mặc định cái này là sẽ được. À, được loot ở trong những cái ngôi đền sa mạc các bạn ơi. Nani. Hai cái GS Ball rồi. Còn không, còn không? Bên này còn không? Bên này. À bên này thì hết rồi các bạn ơi. À. Nhưng mà sao các bạn? Có thêm được một cái GS Ball trong này là cũng rất là vui rồi ha. Đỡ hơn là không có cái nào. Wow, vậy là mình biết rồi. Mình xui trong việc tìm kiếm Raiden, nhưng mà mình hên trong việc tìm thấy được những quả bóng xịn các bạn. Thích thiệt, thích thiệt. Trở về nhà sau chuyến đi này, chúng ta sẽ đưa hai người bạn mới là Rockluck và Gabai ra ngoài. Bởi vì mình muốn chúng ta ngắm cái cảnh này ở ngay tại nhà luôn cho tiện các bạn ơi. Ok, đầu tiên là Rockluck trước nha. Đó. Ăn một cục kẹo là vừa khít cấp để chúng ta cho em tiến hóa ha. Và bây giờ em sẽ trở thành Ragapu. Chuẩn bị nè. Đó. Yay. Học được kỹ năng phi tiêu rồng luôn nè. Quá êm. Tiếp theo là Gabai ha. Ăn kẹo đi cưng.
Ủa? Chưa đủ cấp hả? Ăn thêm. À đây, cấp 48 em mới tiến hóa các bạn ơi. Không sao, kẹo mình còn mấy cục mà. Rồi. Gà bay sắp trở thành gà chôm rồi các bạn ơi. À, chắc chắn rồi, khi trở thành gà chôm thì mình sẽ cho ẻm giữ cái viên mega liền ha. Đây, gà chôm pai nè. À, nhét vô người ẻm. Ok, tịch thu mấy cái XP share lại. Rồi, biến hình luôn coi. Mega lên nào. Đó. Bữa nay tính ra cũng đâu tới nỗi tệ đâu các bạn. Chỉ có điều là mình không có tìm được mấy cái leaf stone để mình tiến hóa cho cái người bạn hình cái cây đâu rồi ta. Đâu rồi nhỉ? Đây, Webin Bell nè. Hơi sâu ha. Rồi, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình có thể kiểu như là tìm được Raudon hàng riêu ở phía bên ngoài các bạn, để chúng ta còn chinh phục huyền thoại cực kỳ ngầu và mạnh đó. Hôm nay thì chúng ta chỉ có dịp chiến đấu với Raudon thôi, nhưng mà cũng rất là tuyệt vời vì đội hình của mình đã xuất sắc giành chiến thắng trước Raudon cấp độ Ultimate cực kỳ mạnh luôn á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong chặng đường chinh phục Raudon. À, mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.